Thiện hiện nên biết vì thân giới như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì ý giới như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì địa giới như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì thủy hỏa phong không thức giới như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì vô minh như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 347.